Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách để gắn cái thêm một cái khóa nước vào đây, vào một cái đoạn ống mà đã cố định và không gian hẹp. Đấy, mình làm sẽ rất là nhanh, dễ dàng và đấy, hiệu quả luôn. Mình chỉ cắt chừng này thôi và mình sẽ gắn cái khóa này vào nhé. Trước tiên mình sẽ cắt nó bằng sợi dây cáp. Trong clip mình đã chia sẻ là cách cắt ống nước. Mình sẽ cắt nó khoảng tầm 20cm thôi nhé các bạn, vừa đủ để ráp cái khóa. Các bạn để cố định và kéo nhanh. Rồi, tiếp theo mình cắt thêm đoạn đây nữa, nó sẽ gắn được. Các bạn thấy cái cách làm này mà hay thì hãy chia sẻ nhé, cho bạn bè cùng biết. Và nếu các bạn nào có cái cách nào hay hơn á thì hãy bình luận bên dưới video để mọi người tham khảo cái cách hay hơn để giúp đỡ nhau. Ok, nó là đứt. Bây giờ đứt khúc này thôi và mình chỉ gắn cái khóa vào đây lên nhé các bạn. Cái này để cố định. Trước tiên bạn vệ sinh cái này cho sạch đi nè. Tiếp theo bạn lại sẽ lấy một cái khúc ống, lấy cái đầu mà nó đã nong sẵn nhé các bạn. Nếu mà nó không có nong, không có đầu này thì các bạn sẽ dùng cái khò, bạn khò để nong nó ra. Tiếp theo các bạn đo nó này. Ví dụ mình muốn gắn khóa đây đúng không, nó phải vào sâu được chừng này thì nó mới tốt. Mình đo tới đây, ok chưa? Đấy, rồi tiếp theo cái này nó cũng phải vào được mà chừng này, ít nhất là 3 đến 4 phân. Rồi cái này nó phải vào đến đây đúng không? Mình sẽ cắt này nhá. Đây, mình đã cắt nó xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bôi keo nhá, bôi keo và gắn cái này luôn, cố định luôn cho các bạn. Rồi, bôi keo và gắn vào nha. Sâu hết cỡ luôn. Khi các bạn gắn mà thấy keo nó tràn ra thế này là tốt rồi đó, chắc chắn rồi đó. Đấy các bạn. Đấy, vừa kín luôn nha. Rồi, cái quan trọng tiếp theo đó là các bạn hãy bôi keo. Bôi keo trong ống này luôn nha. Chú ý quan sát nha các bạn. Đây mình làm ống 27. Các bạn có thể dùng cách này để gắn cho những ống lớn hơn, ống 90 hoặc ống 110. Tuy nhiên là cái ống càng lớn thì khoảng cách nó càng xa hơn tí các bạn. Mình bôi keo giả sử thôi nha. Còn trong thực tế các bạn sẽ bôi nhiều hơn, hoặc là có một bạn nào đó hỗ trợ các bạn bôi keo. Đây là bước quan trọng này, sẽ gắn vào nha các bạn. Các bạn sẽ dùng một cái đèn khò. Rồi mình khò cái khúc này này, khò khúc này thôi nha các bạn, khò khúc này thôi, khò cho nó dẻo đi và cho lửa này nhỏ lại. Cái keo mình bôi lên thì trong vòng khoảng 2-3 phút, 2 phút là vẫn sử dụng được. Thì nếu mà hai người á, thì trong lúc bạn đang khó này thì một người bôi keo và đồng thời bôi ở đây luôn. Đấy, nó dẻo đó các bạn, rất là nhanh, chưa đầy một phút nha, chưa đầy một phút nó mềm ống rồi. Ok, tắt đi, chúng ta gắn bên này vào trước, gắn vào sau. Và tiếp theo cái này này bạn bẻ ra. Đấy, như vậy là ống đã vào nè, khóa nước cũng vào luôn nè. Do mình gắn cái ống nhựa này sát vào cái tấm ván quá cho nên nó bị chênh lên. Còn trong thực tế mình đục cái khúc này sâu ra một tí thì gắn cái khóa vào bình thường. Đấy, ống nước vẫn thẳng đẹp và khóa bình thường nha. Đây rất là kín luôn đó các bạn, yên tâm.
Rồi, các bạn thấy video hay thì hãy chia sẻ nhé và nhấn đăng ký kênh để theo dõi video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.